Long Vương trở lại, Giang Thần. Chương 281, Từ Thanh trêu chọc Đường Sở Sở cả đêm qua không ngủ. Từ Thanh đã ở lại với cô cả đêm, rạng sáng, cô vẫn tiếp tục gọi điện cho Giang Thần. Tuy nhiên, điện thoại của Giang Thần luôn ở trạng thái tắt, dù gọi bao nhiêu cũng không thể kết nối được. Đã 10 giờ rồi, sao anh ấy vẫn chưa về? Đường Sở Sở lo lắng đi một vòng trong phòng. Sở Sở, đừng lo lắng, Giang đại ca không sao đâu. Từ Thanh có sự tin tưởng vào Giang Thần không thể giải thích được, bởi vì anh là Hắc Long, cao thủ võ lâm 28 quốc gia, và đội quân 100.000 người không thể không làm. Anh ta, một vạn quân địch không thể làm gì với anh, nhưng sao điện thoại vẫn tắt? Vẻ mặt Đường Sở Sở lo lắng, cô ngồi xuống, nắm lấy tay Từ Thanh, nói, Từ Thanh, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Từ Thanh không nói nên lời. Gọi cảnh sát? Gọi cảnh sát có giúp ích gì không? Mặc dù cô ta không biết ai đã bắt họ đêm qua, ai đang bắt giữ Giang Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng từ cuộc nói chuyện giữa Giang Thần và Hắc Xà, cô ta có thể biết rằng có lẽ những việc này cảnh sát không thể xử lý được. Và khi cô ta quay lại vào đêm qua, toàn bộ Trung Quốc đã bị quân đội phong tỏa. Rõ ràng đây là cuộc chiến giữa các lão đại. Ngay khi Đường Sở Sở đang vô cùng lo lắng, Giang Thần đã trở lại. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Từ Thanh vẫn ở đó, trên mặt mang theo nụ cười, ôi, còn ở lại đây à? Chồng! Đường Sở Sở thấy Giang Thần trở về bình an thì lao về phía anh, cô ngã nhào vào vòng tay anh và kêu khóc. Khóc một hồi, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Giang Thần cười nói, làm sao có chuyện gì được? Tối hôm qua, em nhìn thấy anh bị thương, để em xem qua. Đường Sở Sở nói xong thì đi tới cởi quần của Giang Thần. Này, phu nhân, em làm sao vậy, Từ Thanh còn ở đây. Nhưng Đường Sở Sở không nghe lời, cưỡng ép cởi quần Giang Thần, trên đùi anh bị thương. Tuy nhiên, thể lực của Giang Thần là vô cùng cường tráng. Trong cuốn sách y học mà anh có được, mấu chốt là khả năng tự phục hồi của cơ thể con người. Về lý thuyết, chỉ cần khả năng chữa lành đủ mạnh, bất kỳ chấn thương nào cũng có thể tự động sửa chữa. Giang Thần tập luyện đã lâu, trong quá trình luyện tập cũng uống rất nhiều thuốc, khả năng tự phục hồi của cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, không hề bôi thuốc, nhưng trong một đêm, vết thương ở chân đã tốt lên rất nhiều. Và nó không ảnh hưởng đến mọi hành động. À, Đường Sở Sở kinh ngạc khi thấy đùi anh đã tốt lên, có một ít thịt mới mọc lên. Từ Thanh cũng nhìn thấy vết thương của Giang Thần, cô ta kinh ngạc há to miệng. Trong trường hợp bình thường, một người bị thương như vậy thì cần phải nhập viện. Nhưng Giang Thần bị bắn, còn là hai phát súng, mà chỉ trong một đêm, vết thương đã lành. Chồng, cái này. Giang Thần cười nói, bị thương nhỏ, không thành vấn đề, tối hôm qua anh đã dùng thuốc cẩn thận chuẩn bị, cũng không thành vấn đề lớn. Đường Sở Sở nghe vậy mới nhẹ nhõm đi rất nhiều. Giang Thần nhanh chóng mặc quần vào, nhìn vẻ mặt Từ Thanh ửng hồng, ngượng ngùng cười, thực xin lỗi, làm cho cô cười chê rồi. Không sao, Từ Thanh hào phóng nói. Đường Sở Sở kéo Giang Thần và hỏi, chồng à, hôm qua tên quái quỷ nào đã bắt chúng ta đi, Từ Thanh làm sao lại rời đi, còn anh trốn thoát thế nào? Cô hỏi liền mấy câu. Giang Thần cười nói, ngày hôm qua em trở về, không phải đã thấy toàn thành phố đều có quân đội à, dĩ nhiên là quân đội ra tay, anh được cứu. Vậy bọn họ là ai? Trước khi Giang Thần trở lại, anh đã suy nghĩ kỹ lời nói của mình. Anh hít một hơi thật sâu. Ra vẻ nghiêm nghị giải thích, bọn họ là ngoại tộc giết người, là kẻ thù của Hắc Long, bọn họ muốn báo thù, nhưng Hắc Long đã chết, còn em có quan hệ với Hắc Long, nên mới bắt em. Còn anh trước đây cũng là thuộc hạ của Hắc Long, cũng có thù oán với họ, nên anh cũng bị bắt, nhưng bây giờ không sao cả, tất cả đều đã bị xóa sổ. Cũng sợ hãi một lúc. Cô không ngờ rằng Hắc Long đã chết, những người này lại đến Trung Quốc để gây rối cho cô. Em thật sự không có liên quan gì Hắc Long. Em chỉ mới cứu anh ta 10 năm trước, hiện tại Hắc Long đã chết, bọn họ làm sao có thể quấy rầy em. Giang Thần giang hai tay, làm sao anh biết được đúng không, từ đêm qua tới giờ anh còn chưa ăn, anh chết đói rồi. Đi ăn cơm đi, Đường Sở Sở kéo Giang Thần. Giang Thần liếc nhìn Từ Thanh, cười hỏi, Từ Thanh, là phó chủ tịch thời đại khoa, còn có rất nhiều công việc. Đã 10 giờ rồi, còn chưa đi làm sao? Sao Từ Thanh lại không hiểu ý của Giang Thần? Anh chỉ không muốn cô ta đi theo. Cô ta mím môi cười, tôi đã xin nghỉ phép rồi, hôm nay tôi không phải đến công ty, cũng chưa ăn. Cùng nhau đi ăn đi. Từ Thanh, cảm ơn cô vì đã ở lại với tôi vào tối hôm qua, nếu không tôi thực sự không biết phải làm thế nào,
tôi sẽ mời cô bữa ăn này. Đường Sở Sở đi tới nắm lấy tay Từ Thanh. Từ Thanh liếc nhìn Giang Thần với vẻ mặt tự hào. Giang Thần không nói nên lời. Anh chỉ muốn hẹn hò riêng với Đường Sở Sở, nhưng Từ Thanh đã bất ngờ tham gia. Anh không nói gì, chỉ xoay người đi ra ngoài. Cả ba cùng nhau đi ra ngoài, tìm thấy một quán cơm ngẫu nhiên và yêu cầu một phòng riêng. Trong phòng riêng, Giang Thần ngồi bên cạnh Đường Sở Sở, Từ Thanh ngồi đối diện với Giang Thần, cả ba vừa nói vừa cười. Giang Thần thật sự rất đói, anh vùi đầu ăn ngấu nghiến. Nhưng giày cao gót của Từ Thanh không ngừng đá anh, cọ cọ chân anh, mím môi cười thầm với anh. Giang Thần hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Từ Thanh không những không dừng lại, ngược lại càng tăng cường, không ngừng trêu chọc Giang Thần trong bí mật. Vẻ mặt Giang Thần xấu hổ, bữa cơm này anh không ăn được. Giang Thần để đũa xuống, tôi ăn no rồi. Nói xong, anh dựa vào ghế sofa để Từ Thanh không chạm vào mình. Đường Sở Sở không biết chuyện này, cô vẫn đang tán gẫu với Từ Thanh, khen ngợi năng lực của Từ Thanh có thể làm phó chủ tịch thời đại khoa. Vợ à, ăn từ từ, trong phòng riêng một ngạt quá, anh ra ngoài thổi gió. Giang Thần đứng dậy đi ra ngoài. Đến bên ngoài quán cơm, anh ngồi xổm ở cửa, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Trong phòng riêng, nước mắt Từ Thanh sắp trào ra vì cười. Cô ta không ngờ rằng Hắc Long nổi tiếng đối mặt với đội quân vạn binh sĩ cũng không đổi sắc mặt lại có những giây phút bối rối. Từ Thanh, cô cười cái gì vậy? Không, không có gì. Từ Thanh kìm lại nụ cười. Cô chuyển đề tài, hỏi, Sở Sở, Giang Thần tốn nhiều tiền như vậy để được liệt vào danh sách và làm cho anh nổi tiếng, đây là sự lãng phí đấy. Lên đầu bảng có ích lợi gì, cô không có y thuật gì cả. Nếu vào đó sẽ chỉ bị cười nhạo. Từ Thanh hỏi, Đường Sở Sở mới nhớ tới chuyện này. Vẻ mặt cô bất lực. Ừ, thật là lãng phó quá. Anh ấy đã thật sự đã vay mượn hàng triệu đô la sau lưng tôi. Bây giờ nhà họ Đường gần như khuynh gia bại sản. Anh ấy đang vay tiền bên ngoài, điều này thực sự làm tăng thêm gánh nặng cho tôi. Từ Thanh nghiêm túc nói, Sở Sở, Giang Thần không xứng với cô, anh ta làm công việc không đàng hoàng, lại tiếp xúc với mấy người không tầm thường. Sớm muộn gì cũng sẽ hại cô, nghe lời tôi mà ly hôn sớm đi. Cô còn trẻ lại không có con, mau tìm một người giàu có mà kết hôn. Từ Thanh bắt đầu có ý đồ với Giang Thần. Nếu Đường Sở Sở không ly hôn với Giang Thần, cô ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đường Sở Sở cũng nghiêm mặt nói, Từ Thanh, tôi biết cô làm như vậy là vì lợi ích của tôi. Giang Thần thật sự là không tiến bộ, cả lơ phất phơ. Nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt, Đường Sở Sở bĩu môi. Trong khi cô đang ăn, đôi mắt đen của cô ta đang quay cuồng. Đường Sở Sở là chị em tốt của cô ta không muốn trắng trợn cướp người đàn ông của Đường Sở Sở. Cô ta chỉ có thể tìm cách làm hai người ly hôn, để tình chị em không bị tổn thương. Nhưng nếu Đường Sở Sở không ly hôn, thì cô ta không có cách nào khác. Suy nghĩ một lúc, cô ta mím môi cười. Thật ra, tôi thấy Giang Thần vẫn rất tốt, ít nhất là tối hôm qua, đối mặt với nhiều hung khí giết người như vậy. Anh ấy không hề rụt rè chút nào, Sở Sở, tôi phát hiện ra rằng tôi đang yêu anh ấy. Hả? Đường Sở Sở sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Từ Thanh. Chương 282, bù đắp những tiếc nuối của tuổi trẻ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Sở Sở, Từ Thanh mím môi cười nói, đùa thôi, anh ta thật không có sự cầu tiến, tôi không thích. Tôi thích một người đàn ông tài giỏi. Đường Sở Sở thở dài một hơi. Cô còn thực sự nghĩ rằng Từ Thanh đã yêu Giang Thần. Thanh Thanh, làm tôi sợ muốn chết, có thể ăn cơm bừa bãi, nhưng không thể nói nhảm, nếu nói trước mặt anh ấy lại điên lên. Ừ, tôi hiểu rồi, Từ Thanh hé miệng cười khúc khích. Một bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Sau bữa tối, bên ngoài nhà hàng, Từ Thanh nắm lấy tay Đường Sở Sở, nói, Sở Sở, cô về trước đi, tôi đi cùng Giang Thần đến công ty. Giang Thần thắc mắc, ai nói anh sẽ đến công ty? Từ Thanh, Phó Chủ tịch Từ. Vị trí của tôi khác với cô. Cô là chủ của công ty, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ, tôi cũng không phải báo cáo công ty hàng ngày, công việc của tôi là điều hành công việc ở bên ngoài. Tôi biết, Từ Thanh vuốt ve mái tóc dài của cô ta, cười nói, tuy rằng anh không phải mỗi ngày đến công ty, nhưng hôm nay ở bộ phận kinh doanh có cuộc họp. Nếu anh cần phải đi, thì sao chúng ta không cùng đi? Cuộc họp, sao tôi không nghe thấy thông báo? Giang Thần bất mãn, Từ Thanh đang làm gì vậy? Thấy Giang Thần không muốn đi, Đường Sở Sở không khỏi nghiêm nghị sắc mặt mắng. Giang Thần, anh làm sao vậy, làm việc thì phải làm thật tốt, làm sao có thể như thế này,
công ty cho mức lương cơ bản 5.000 mỗi tháng, anh cũng phải xứng với 5.000 ấy. Cô nói xong thì nhìn Từ Thanh, với một chút xin xỏ trên khuôn mặt của mình, Thanh Thanh, cô là phó chủ tịch thời đại khoa, Giang Thần đang làm việc ở đó, cô có thể giúp anh ấy nhiều hơn một chút trong công việc, để ý anh ấy một chút. Biết rồi, Từ Thanh cười, sau đó cô ta nhìn Giang Thần cười, đi thôi, vợ, anh, em cái gì, còn không đi nhanh, được, vẻ mặt Giang Thần bất lực. Từ Thanh chỉ cách đó không xa, nói, xe của tôi ở đằng kia, đi thôi. Giang Thần bất lực gật đầu. Từ Thanh mỉm cười chào hỏi Đường Sở Sở, Sở Sở, công ty có việc, tôi sẽ không tiễn cô được. Đường Sở Sở cười nói, không sao đâu, tôi có thể bắt taxi rồi về một mình. Nhanh lên, công việc quan trọng, tạm biệt, Từ Thanh vẫy tay chào tạm biệt Đường Sở Sở. Giang Thần đi theo Từ Thanh và lên xe của Từ Thanh. Từ Thanh từng thuộc đại gia tộc, tuy bị đuổi khỏi gia tộc nhưng khi ở nước ngoài, cô ta đã là phó chủ tịch với mức lương hàng chục triệu mỗi năm, xe của cô ta cũng siêu xe. Sau khi lên xe, Giang Thần ngửi thấy trong xe có một mùi thơm quyến rũ, mùi thơm này giống với mùi thơm trên người Từ Thanh. Cả đêm qua anh không ngủ, anh ngồi ở ghế phụ ngáp một cái. Anh cảm thấy buồn ngủ, bất giác rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Khói tràn ngập xe, Từ Thanh không khỏi nhíu mày, nói, ai cho anh hút thuốc trong xe của tôi? Giang Thần thản nhiên nói, cô gái, tôi nghĩ cô không hiểu quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Tôi là sếp của cô, chú ý đến những gì cô nói đi. Có tin hay không, tôi sẽ sa thải cô trong vài phút. Cát, Từ Thanh tỏ vẻ khinh thường. Nếu Giang Thần thực sự chỉ là ông chủ của cô ta nhất định sẽ rất tôn trọng. Nhưng Giang Thần không chỉ là sếp của cô ta, mà còn có một thân phận khác, đó chính là mối tình đầu của cô ta. Giang Thần, bây giờ có nên cho tôi một lời giải thích không? Cô ta quay đầu nhìn Giang Thần. Giang Thần cảm thấy không ổn. Nhưng lại giả vờ thờ ơ, giải thích cái gì, có bao giờ thấy ông chủ giải thích cái gì cho nhân viên không? Giang Thần, đừng có giả ngốc với tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy, tôi không biết cô đang nói cái gì, không phải cô muốn đến công ty sao, nhanh lên đi. Tôi buồn ngủ, đến văn phòng công ty ngủ một lát, cảm khái. Từ Thanh hỏi, tại sao anh lại tiếp cận Đường Sở Sở, ở rể cho người nhà họ Đường? Dùng thân phận khác bí mật giúp cô ấy nhưng lại không cho cô ấy biết. Chuyện gì đã xảy ra ở đèo Thiên Sơn? Rõ ràng anh đang sống khỏe mạnh, tại sao lại nghe tin anh qua đời? Cả quốc gia mặc niệm, anh không biết tôi đã buồn một hồi khi biết anh đã chết đấy. Rõ ràng là anh vẫn còn sống, sao anh không quay lại với em? Anh không biết sao, em đã đợi anh 10 năm rồi, và anh đã xuất hiện rồi, biết sự tồn tại của em, biết rằng em đang tìm anh, tại sao anh lại không xuất hiện? Từ Thanh hỏi từng chữ một. Cô ta hỏi một loạt câu hỏi, Giang Thần lắng nghe đến nhức đầu. Đó là chuyện của tôi, tại sao tôi phải nói với cô, tôi và cô 10 năm trước chỉ là có quen biết. Đó chỉ là mối tình thời sinh viên thôi. Hồi đó là yêu chơi, tôi cũng chỉ nắm tay cô mà thôi, thậm chí còn chưa hôn. Mà bây giờ, hoàn toàn không phải là quan hệ yêu đương. Giang Thần thản nhiên nói. Vẻ mặt Từ Thanh quyến rũ, nghiêng người qua. Khuôn mặt cô ta gần như chạm vào khuôn mặt của Giang Thần. Giang Thần có thể cảm nhận được hơi nóng từ cô ta thở ra phả vào mặt. Điều này khiến thần kinh anh bị kích thích. Cô ta mím môi cười nói, Giang Thần, anh có phải đang ám chỉ tôi điều gì đó không? Hôm nay tôi thật sự không phải đến công ty. Chúng ta đi tìm một gian phòng gần đó để bù đắp những tiếc nuối của thanh xuân của chúng ta. Giang Thần sợ hãi. Anh sợ Từ Thanh, còn yêu tinh nhỏ mê người và sự không màng đến mạng sống của cô ta. Cô ta vô cùng xinh đẹp, cô ta có sự gợi cảm và quyến rũ mà Đường Sở Sở không có được. Giang Thần vội vàng giải thích, tôi không phải có ý như vậy, tôi chỉ là nói cho cô biết, tôi đã quên 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không còn trẻ, tương lai phải nghĩ đến bản thân. Nếu không, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người bạn trai. Làm quan, có tiền, làm quân nhân, chỉ cần cô nói, tôi sẽ tìm cho cô. Thật nhàm chán. Từ Thanh ngồi thẳng người. Khởi động xe và lái xe đi. Giang Thần, tôi nói đùa, tôi biết bây giờ anh đã kết hôn, hơn nữa vợ anh cũng là bạn thân của tôi. Dù tôi có điên đến đâu, tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức cướp chồng của Đường Sở Sở. Nghe vậy, Giang Thần cuối cùng cũng thả lỏng. Chẳng qua. Từ Thanh lại hỏi, nếu như anh không muốn nói gì nữa, tôi cũng không miễn cưỡng, vậy anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại giấu giếm Sở Sở, anh đã kết hôn lâu như vậy. Nhưng cô ấy không hề biết thân phận của anh. Huống chi là biết người giúp cô ấy trong bí mật cũng là anh. Chuyện này,
Giang Thần hơi do dự. Anh nói, cô ấy đã cứu tôi 10 năm trước, để cứu tôi, cô ấy đã bị bỏng. 10 năm trước, để tồn tại, tôi đã bỏ rơi cô ấy, khiến cô ấy đau khổ 10 năm và chịu tủi thân 10 năm. Tôi rơi xuống Nam Hoang. Trong 10 năm trong quân ngũ, tôi từng bước từ một quân nhân lên huấn luyện viên trưởng. Tôi trở lại lần này chủ yếu là để trả ơn. Tuy nhiên, trên cương vị của mình, mỗi bước đi của tôi đều bị nhiều người để ý. Tôi không muốn vì thân phận của mình mà gây phiền phức cho Sở Sở, cho nên trước khi trở về, tôi đã nộp đơn xin từ chức, chỉ để bảo vệ cô ấy cả đời như một người bình thường. Tôi định nói với cô ấy sau khi tôi từ chức. Tuy nhiên, sau khi tôi rời đi đã xảy ra một loạt chuyện. Những chuyện này vượt quá khả năng của tôi. Nói thật, hiện tại tôi không thể bảo vệ mình. Tôi không muốn cô ấy bị cuốn vào. Từ Thanh cẩn thận lắng nghe. Nghe vậy, cô ta không khỏi ghen tị và nói, tôi thực sự ghen tị với Đường Sở Sở. Nếu tôi có thể thay đổi thân phận của mình, tôi thà là Đường Sở Sở. Chương 283, thân phận của Văn Tâm. Giang Thần khẽ cười. Anh nhắm mắt lại không để ý đến Hứa Tinh. Trước giờ anh nhìn người rất chuẩn nhưng lại không thể nhìn thấu được cô gái Hứa Tinh này. Không biết rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì. Trước đây quyến rũ anh như vậy, sau đó lại nói sẽ không cướp chồng của Sở Sở. May là định lực của anh rất mạnh và vô cùng chung thủy với Sở Sở, không muốn làm bậy bạ bên ngoài. Nếu không thì anh thực sự không cưỡng lại được sự cám dỗ của Hứa Tinh, thực sự đi thuê phòng với Hứa Tinh rồi, Hứa Tinh đến vừa hay. Nếu như muốn chơi đùa anh thì đúng mất mặt. Anh từng là ngũ đại soái Trung Quốc đứng trên đỉnh cao quyền lực, bây giờ anh là ông chủ đứng phía sau của thời đại khoa, là cấp trên của Hứa Tinh, sao có thể mất mặt như vậy? Tối hôm qua anh đã thức trắng cả đêm. Anh nhắm mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, cuối cùng anh chìm vào giấc ngủ. Hứa Tinh lái xe đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa cao ốc tập đoàn thời đại khoa. Sau khi dừng xe, cô ta thấy Giang Thần đã ngủ rồi nên cũng không nỡ làm phiền anh. Cô ta cứ nhìn chằm chằm về phía Giang Thần, người đang dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Mặc dù Giang Thần không tính là đẹp trai, thậm chí có thể nói là trông khá bình thường, nhưng Hứa Tinh càng nhìn càng thấy Giang Thần có sức hấp dẫn. Thấy Giang Thần đang nhắm mắt ngủ, lòng cô ta rối bời. Cô ta quay người rồi không kìm chế được mà hôn lên khuôn mặt anh. Nhưng vẫn chưa chạm vào môi Giang Thần thì anh đột nhiên mở mắt. Hai người nhìn nhau. Cứ vậy nhìn nhau vài giây. Hứa Tinh đột nhiên cảm thấy bối rối. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cô ta nhanh chóng rời đi rồi hít một hơi thật sâu, lo lắng sửa sang lại đầu tóc. Giang Thần nhìn cô ta nói, cô làm gì vậy? Anh, trên mặt có gì đó nên tôi muốn giúp anh làm sạch chứ không có ý gì khác, anh đừng nghĩ lung tung. Cô ta đỏ mặt nói rồi xuống xe. Có sao? Giang Thần sờ mặt mình nhưng chẳng thấy gì, sau đó anh cũng đi xuống xe. Hai người đi về phía thang máy. Hứa Tinh giống như đứa trẻ phạm lỗi rồi bị người ta bắt được vậy. Cô ta rất căng thẳng cứ cúi đầu mãi chẳng nói gì. Giang Thần cũng chẳng nói thêm. Cả quãng đường chẳng ai nói gì. Hứa Tinh đi lên tầng chỗ văn phòng làm việc. Còn Giang Thần đi thẳng lên tầng cao nhất rồi đi đến phòng làm việc của chủ tịch, ngã người lên ghế sofa ngủ. Sau khi đến phòng làm việc, Hứa Tinh không có tâm trí làm việc. Cô ta cứ luôn đến chuyện của Giang Thần. Hai, Hứa Tinh ơi là Hứa Tinh, mày làm gì vậy, lại nghĩ ngợi lung tung gì vậy? Cô ta ôm đầu. Vẻ mặt chán nản rồi lẩm bẩm một mình, bây giờ anh ấy đã kết hôn rồi, vợ anh ấy là bạn thân của mày Đường Sở Sở, mày không thể nghĩ lung tung. Cô ta không ngừng tự an ủi bản thân. Hứa Tinh, mày đợi anh ấy 10 năm, cho dù anh ấy đã kết hôn thì đã sao, hạnh phúc là thứ mình phải tự đi giành lấy. Không phải, thứ thuộc về mày thì là của mày, thứ không thuộc về mày thì cho dù có giành thì cũng vô dụng. Không đi giành lấy thì sao biết không thuộc về mày. Hứa Tinh rất do dự. Cô ta cứ tự lẩm bẩm một mình. Cuối cùng cô ta rối bời không biết làm thế nào mới tốt. Còn Giang Thần thì sau khi ăn no ngủ rất yên ổn. Lúc tỉnh dậy đã hơn 7 giờ tối rồi. Anh lật người bò dậy sờ túi áo mình nhưng nó trống không. Tìm thuốc lá sao? Nghe thấy vậy Giang Thần nhìn về phía đó, trên chiếc ghế làm việc cách đó không xa có một người phụ nữ đang ngồi, trên tay cô ta cầm một bao thuốc lá đưa qua đưa lại. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ với mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ. Chiếc váy này có cổ chữ V xẻ sâu, cổ áo khá thấp. Hứa Tinh, sao cô lại ở đây? Giang Thần đứng dậy đi đến rồi cầm lấy bao thuốc trong tay cô ta, sau đó lấy ra một điếu châm lửa. Anh liếc nhìn cô ta rồi khẽ nói, đây là phòng làm việc của chủ tịch, là khu vực làm việc của chủ tịch. Cô to gan đấy nhỉ, chẳng lẽ cô muốn ngồi vào vị trí chủ tịch này hay sao?
Hứa Tinh bĩu môi cười nói, bạn trai cũ của tôi là ông chủ của thời đại khoa, tôi có làm hay không chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh thôi sao? Giang Thần nhìn thời gian thì đã 7 giờ tối. Tan làm rồi, sao cô còn chưa đi về? Đợi anh chứ sao, tôi đã gọi điện cho Sở Sở rồi, tôi bảo hôm nay có cuộc họp anh sẽ về rất muộn, giờ vẫn còn sớm, đi đến nhà tôi đi, nhà tôi chỉ có một mình tôi ở thôi. Khuôn mặt Hứa Tinh xinh đẹp, cô ta còn đặc biệt nhấc chân lên khiến chiếc váy trượt xuống để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nuột nà. Không có hứng thú. Giang Thần quay người rời đi. Đi được vài bước anh quay người lại rồi nói, lúc đi nhớ khóa cửa. Hứa Tinh ngồi trên ghế làm việc nhìn Giang Thần đang rời đi rồi mím môi cười nói, thế này mà cũng không quyến rũ được anh, đúng là Hắc Long có khác, định lực quả không còn gì để nói. Anh Giang. Giang Thần vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì nhìn thấy Bạch Tố. Giang Thần liếc nhìn cô ta rồi nói, ai cho phép cô để Hứa Tinh đi vào đây, cô ta chỉ là phó tổng giám đốc, không có tư cách đi vào phòng làm việc của chủ tịch, một công ty muốn phát triển thì nhất định phải có chế độ quy định, một điều đơn giản như vậy mà cần tôi phải dạy cô sao? Bạch Tố không ngờ Giang Thần sẽ trách mắng cô ta như vậy. Cô ta giải thích, anh Giang, cô ta nói cô ta là bạn gái cũ của anh, tôi cũng không dám ngăn cản, nhớ kỹ, đừng để cô ta vượt quyền hạn. Giang Thần quay người rời đi. Hứa Tinh đã đi quá giới hạn rồi, tất cả những gì cô ta làm đã vượt quá quyền hạn trong tay cô ta. Vâng, tôi đã rõ, Bạch Tố nói. Còn Giang Thần thì đã đi xa, lúc này Hứa Tinh mới đi ra. Bạch Tố liếc nhìn cô ta. Cô ta còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Tinh đã nói trước, không cần nói nữa, tôi biết chừng mực, lần sau sẽ không làm vậy. Nói xong cô ta quay người rời đi. Bạch Tố tỏ vẻ vô tội. Cô ta mới là chủ tịch trên danh nghĩa của thời đại khoa còn Hứa Tinh chỉ là một phó tổng giám đốc mà thôi, mối quan hệ này sao lại xoay chuyển như thế này. Cô ta sờ lên mũi tỏ vẻ vô tội. Thực sự không hiểu nổi anh Giang đang nghĩ gì. Bạch Tố tự lẩm bẩm một mình. Hứa Tinh là bạn gái cũ của Giang Thần, Bạch Tố cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều này. Nếu như không phải thì sẽ chẳng để cô ta làm phó tổng giám đốc rồi. Cô ta không hiểu bây giờ Hứa Tinh và Giang Thần có quan hệ gì. Sau khi Giang Thần rời khỏi thời đại khoa, anh không về nhà. Anh đi đến bệnh viện quân y để thăm Tiểu Hắc. Cơ thể Tiểu Hắc hồi phục rất nhanh, bây giờ đã gần như có thể gắng gượng xuống giường đi lại rồi. Sau khi anh đi vào phòng bệnh thì thấy Văn Tâm đang đỡ anh ta đi chậm rãi bước từng bước một. Anh ta đặt tay lên vai Văn Tâm còn Văn Tâm thì vòng qua eo anh ta, trông rất thân mật. Giang Thần đi vào nhìn thấy cảnh này không khỏi mỉm cười, Tiểu Hắc, chúc mừng cậu. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn thì thấy Giang Thần đã đi vào trong bèn nói, chúc mừng cái gì chứ, còn chưa ra viện nữa mà. Chúc mừng cậu đã tìm thấy bạn gái, không còn độc thân nữa rồi. Tiểu Hắc đỏ mặt, nhưng vì anh ta đen quá nên mặt có đỏ cũng chẳng nhìn thấy. Văn Tâm mím môi cười nói, cái gì mà bạn gái chứ, anh Giang, anh nghĩ nhiều rồi, thấy anh ấy có một mình không ai chăm sóc nên tôi mới đến đây chăm sóc anh ấy. Giang Thần ngồi xuống rồi tiện thể cầm một quả táo trên bàn lau mấy cái lên áo rồi cắn một miếng. Cô gái, tôi nói này, con người Tiểu Hắc rất được, thật thà chất phác trung thành, chỉ là hơn 30 rồi nhưng vẫn chưa từng yêu đương nên không biết dỗ dành con gái, hẹn hò với cậu ấy thì cô lượng thứ cho cậu ấy một chút. Văn Tâm đỡ Tiểu Hắc ngồi xuống. Tiểu Hắc ngại ngùng nói, anh Giang, đừng có giễu cợt tôi nữa, thực sự không phải như anh nghĩ đâu. À đúng rồi. Giang Thần đang cắn quả táo thì đột nhiên nhìn về phía Văn Tâm rồi hỏi, Văn Trường Phu là gì của cô? Giang Thần đã sớm nghi ngờ về thân phận của Văn Tâm. Chỉ là anh vẫn chưa hỏi mà thôi. Hả? Văn Tâm kinh ngạc. Giang Thần nhìn cô ta rồi nói, Trung Quốc có ngũ đại soái, Nam Hoang Hắc Long, Bắc Cương Trường Phu, Tây Cảnh Tiêu Giao Vương, Đông Vực Man Vương, Kinh Đô Thiên Tử, đừng nói với tôi cô không có quan hệ gì với thống soái Bắc Cương. Hửm. Tiểu Hắc cũng nhìn Văn Tâm. Văn Tâm chỉnh lại mái tóc dài, trên mặt mang theo ý cười, anh Giang, sao anh biết tôi và Bắc Cương Vương có quan hệ với nhau? Giang Thần cắn quả táo rồi nói, lúc đầu Tiêu Giao Vương tìm cấp trên lấy một văn kiện để Tiểu Hắc đi làm giáo quan nhưng cô lại biết văn kiện của quân đội còn cả năng lực của cô nữa. Mặc dù tôi chưa thấy cô ra tay bao giờ nhưng lần trước đi khu nhà máy Bạch Vân, cô nói mình rất giỏi, trong mấy động tác của tôi và cô thì có thể nhìn ra một vài chiêu thức. Văn Tâm kinh ngạc, chỉ có vậy. Giang Thần gật đầu, tôi đã từng làm ăn với Văn Trường Phu, tôi biết các ngón võ công của ông ấy cộng thêm việc cô cũng họ Văn, nếu không thì cô cho rằng tôi sẽ để một người không rõ lai lịch ở bên cạnh Tiểu Hắc rồi để cô biết nhiều chuyện như vậy sao?
Chương 284, Giang Thần bị tính kế. Văn Tâm không ngờ Giang Thần lại giỏi như vậy, anh đã sớm biết thân phận của cô ta. Nói đi, Giang Thần nhìn cô ta. Mặc dù anh đã sớm đoán ra thân phận của Văn Tâm nhưng anh vẫn không biết Văn Tâm tiếp cận Tiểu Hắc hay nói cách khác là tiếp cận anh có mục đích gì. Vốn dĩ anh muốn âm thầm quan sát một thời gian nhưng xem ra bây giờ cô gái này không có ác ý gì với Tiểu Hắc, dường như còn động lòng rồi nên anh mới nói thẳng ra. Văn Trường Phu là bố tôi. Văn Tâm không hề giấu giếm, cô cười tinh quái, thực ra tôi lén chạy đến đây, ở Bắc Cương buồn chán quá nên mới đến Giang Trung. Tiểu Hắc sững sờ. Vậy mà cô gái này lại là con gái của ngũ đại soái Văn Trường Phu. Đúng thế. Giang Thần mỉm cười sán lạn rồi nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, anh phải nắm giữ thật chắc đấy, con gái của chủ soái không biết có bao nhiêu gia tộc giàu có muốn bám víu vào đâu. Khụ khụ, Tiểu Hắc cười ngại ngùng. Được rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi đi về trước đây. Giang Thần đứng lên định đi về. Anh Giang, Tiểu Hắc đột nhiên nói, vẻ mặt cầu xin. Hửm. Giang Thần nhìn anh ta rồi lập tức hiểu ý, anh lấy một điếu thuốc ra ném về phía anh ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy một điếu không đủ, anh biết Tiểu Hắc nghiện thuốc lá, cứ mỗi ngày phải hút hai bao nên anh đã ném cả bao thuốc trong tay cho anh ta rồi tiện tay ném luôn cả bật lửa. Nhưng Văn Tâm cầm lấy hết rồi nghiêm mặt nói, không được hút. Anh Giang, anh quản lý cô gái này đi, đến hút thuốc cũng không cho, tôi nhịn thuốc sắp chết rồi đây, anh đổi cho tôi một y tá khác đi. Vẻ mặt Tiểu Hắc chán nản. Mấy ngày nay kìm nén lắm rồi, thấy Giang Thần đến anh ta mới có thể hút một điếu. Giang Thần cười nói, cô gái, đừng quản chặt quá, đàn ông ấy à, hút thuốc uống rượu là chuyện bình thường, chút sở thích hút thuốc này của Tiểu Hắc, cô xem, anh ấy không dính vào mại dâm cờ bạc ma túy, bây giờ ngay cả thuốc lá cô cũng không cho hút anh ấy sống còn nghĩa lý gì nữa. Anh Giang, không phải là tôi không cho nhưng anh ấy đang bị thương. Giang Thần tỏ vẻ lực bất tòng tâm, anh nhún vai quay người rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Cô gái, tôi hút một điếu chỉ một điếu thôi. Tiểu Hắc nhìn Văn Tâm bằng ánh mắt mong chờ. Cô Văn, người đẹp Văn. Thấy anh ta đáng thương, quả thực là nghiện thuốc lá nên cô ta mới cho anh ta một điếu. Vào lúc này ở một ngôi biệt thự nào đó ở Giang Trung. Có hai người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc quần áo giản dị và để râu dài. Ông ta chính là Chủ tịch Hội Y học Quốc gia nước Cao Ly, Hàn Kim Minh. Ngồi đối diện với Hàn Kim Minh là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt ông ta nhăn nheo, con người sâu thẳm đôi mắt mờ đục giống như người suy nhược tinh thần sắp sửa vào quan tài. Ông ta chính là Hồng Lãng, người đã sáng lập ra Bệnh viện Thái Thượng. Hồng quán chủ, Hắc Long đã bị trúng độc, hơn nữa tối qua cậu ta cũng đã thoát được một mạng, ông phải nghĩ cách không thể để cậu ta đi Đại hội Trung Y, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của Hồng Lãng. Ông ta liếc nhìn Hàn Kim Minh. Chú Hàn, y thuật của Giang Thần đứng đầu thế giới, so tài với cậu ta không phải nguyện vọng của ông sao? Lần đại hội y thuật lần này là một cơ hội tốt, đánh bại Phương Vĩnh Cát không được coi là thần y thực thụ, chỉ có đánh bại Giang Thần mới có thể coi là thần y đứng đầu thế giới. Nói là vậy nhưng đại cục mới là quan trọng. Hàn Kim Minh quả thực rất muốn so tài với Giang Thần. Nhưng chuyện lần này liên quan đến quá lớn, ông ta biết chừng mực. Hồng Lãng khẽ khoát tay nói, yên tâm đi, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, Giang Thần nhất định sẽ không tham gia đại hội y thuật. Có câu này của Hồng Lãng, Hàn Kim Minh yên tâm rồi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Giang Thần trở về nhà họ Đường. Vừa đi vào nhà thì đã nghe thấy Hà Diễm Mai đang mắng Đường Sở Sở. Tính cách Đường Sở Sở nhu nhược nên cô luôn im lặng trước lời mắng mỏ của người nhà. Sở Sở à, không phải mẹ nói con, nhưng bây giờ tình hình của nhà họ Đường rất nghiêm trọng. Giang Thần lại vay mượn bên ngoài mấy triệu, nó làm gì có khả năng trả tiền, tiền nó mượn chẳng phải lại tính lên đầu chúng ta hay sao, nhân lúc chủ nợ chưa tìm đến cửa mau ly hôn với nó đi, con vẫn còn trẻ, có chút nhan sắc còn có thể tìm được người có tiền, gả cho một người có tiền thì nhà họ Đường có thể trở mình rồi. Đường Sở Sở rất sầu não. Chuyện mẹ cô khinh thường Giang Thần đã chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai. Mẹ, Giang Thần đã rất nỗ lực làm việc rồi, mẹ cho anh ấy một ít thời gian có được không? Làm việc thì có tác dụng quái gì? Hà Diễm Mai hét lên mắng chửi, một tháng với đồng lương mấy nghìn tệ thì có tác dụng gì, có thể nuôi sống con sao, còn chẳng đủ để con mua đồ mỹ phẩm. Giang Thần mở cửa đi vào phòng thì đúng lúc nghe thấy mấy câu này. Anh sờ mũi đi vào, trên mặt nở một nụ cười sán lạn, bố, mẹ, Sở Sở. Hai. Hà Diễm Mai nghiêm mặt lạnh lùng nói, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con rể vô dụng như cậu,
Giang Thần, mẹ em là thế, anh đừng để bụng. Đường Sở Sở áy náy nói. Giang Thần mỉm cười, không nhiều lời. Đường Sở Sở lo lắng Hà Diễm Mai lại mắng chửi Giang Thần nên kéo anh trở về phòng. Tức chết đi được, Hà Diễm Mai to tiếng mắng chửi, không có lương tâm, phí công nuôi nấng mày hơn 20 năm. Trong phòng, Đường Sở Sở cũng nghiêm mặt nói, Giang Thần, sau này có chuyện gì anh phải bàn bạc với em đừng tự mình quyết định được không? Được. Giang Thần thề thốt bảo đảm, vợ à, sau này có chuyện gì anh nhất định sẽ bàn bạc với em, hôm nay anh chạy cả một ngày, mệt mỏi dã rời, đau lưng, vợ ơi, em bóp vai cho anh với. Đường Sở Sở cũng biết làm nhân viên bán hàng thực sự rất mệt, đặc biệt là nhân viên ở công ty lớn. Cô đi đến và bắt đầu bóp vai cho Giang Thần. Thật là thoải mái. Vẻ mặt Giang Thần thỏa mãn. Tối hôm nay Giang Thần không ra ngoài, anh cứ ngẩn ngơ ở nhà. Ngày hôm sau. Sở Sở, chúng ta đi dạo phố Y đi, hôm nay là ngày cuối cùng hội chẩn ở phố Y. Không đi, Đường Sở Sở lạnh lùng nói, anh biết bây giờ bên ngoài người ta nói em thế nào không? Họ nói em không biết xấu hổ, nói em ngu ngốc, đần độn cứ vung tiền tiêu, em không đi bôi cho chát chấu vào mặt đâu, vẫn là nên ở nhà để bớt nghe mấy lời đàm tiếu bên ngoài. Vậy được, thế anh đi dạo. Giang Thần ở nhà cũng chẳng có việc gì. Anh ra ngoài thì cũng chẳng lái xe bởi vì phố Y rất náo nhiệt, chỗ để xe gần đó đều đã hết chỗ rồi, có lái xe đi cũng chẳng còn chỗ đỗ, chi bằng không đỗ xe còn hơn. Khi đi đến đoạn đường ngoài cổng nhà, vừa hay nhìn thấy một chiếc taxi đậu bên đường nên anh đi thẳng đến đó mở cửa rồi lên xe. Tài xế là một người đàn ông trung niên đội mũ và không nhìn rõ mặt. Tài xế hỏi, anh bạn, muốn đi đâu? Giang Thần nói, đi phố Y. Được. Tài xế nhanh chóng khởi động xe. Lúc này Giang Thần cảm thấy có gì đó không ổn, anh ngửi thấy một mùi khác thường. Mặc dù rất nhạt người bình thường rất khó phát hiện ra nhưng anh là bác sĩ nên rất nhạy cảm với mùi thuốc. Anh nín thở. Nhưng đã quá muộn, anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngất đi. Hừ. Tài xế cởi mũ xuống, ông ta liếc nhìn Giang Thần, người đã ngất xỉu rồi khẽ cười. Hắc Long, cho dù y thuật của cậu có là giỏi nhất thế giới đi nữa thì đây là khói thuốc mê thần dược được bào chế cẩn thận, cho dù là con voi hít phải một chút cũng sẽ hôn mê suốt mấy ngày mấy đêm. Tài xế nhanh chóng lái xe đi, đưa theo Giang Thần, người đang hôn mê rời đi. Rất nhanh đã đến biệt thự. Mấy người đi đến. Lôi Giang Thần xuống xe khiêng vào trong biệt thự. Trong biệt thự có không ít người. Hàn Kim Minh, Hồng Lãng đều ở đó. Thấy Giang Thần hôn mê vào được khiêng vào trong, Hàn Kim Minh bật cười lớn. Hồng quan chủ, thuốc của ông đúng là có tác dụng. Thể chất Giang Thần tốt như vậy nhưng vừa lên xe đã bất tỉnh nhân sự. Đúng thế. Vẻ mặt Hồng Lãng tràn đầy tự tin. Thuốc mà ông ta nghiên cứu có hiệu quả rất mạnh. Tôi giết cậu ta. Hàn Kim Minh lấy ra một khẩu súng. Làm gì vậy? Hồng Lãng lạnh lùng nói, muốn tự chuốc lấy phiền phức hay sao, đây là Giang Trung không phải là biên giới Nam Hoang, cậu ta chết ở Giang Trung, bên trên mà điều tra thì không ai chạy thoát đâu. Hàn Kim Minh không cam lòng thu lại súng. Nếu đã không giết cậu ta vậy chúng ta tốn công tốn sức bắt cậu ta đến đây làm gì? Hồng Lãng liếc nhìn Giang Thần đang nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười danh mãnh, chuyện giết cậu ta do ông chủ lo liệu. Mục đích của chúng ta không phải là giết cậu ta mà là để cậu ta không thể tham gia đại hội y thuật. Hàn Kim Minh nhìn Hồng Lãng rồi hỏi, Hồng quan chủ định làm thế nào? Thằng nhãi này bây giờ đã hôn mê, nhưng thể chất vẫn còn rất tốt. Hơn nữa 10 năm nay cậu ta không ngừng luyện tập, năng lực tự hồi phục của bản thân rất mạnh. Rất nhanh thôi cơ thể sẽ tự điều chỉnh đào thải chất độc ra ngoài. Người khác hít phải khói thuốc độc không có thuốc giải ít nhất phải hôn mê 3 ngày còn cậu ta chỉ cần 2 tiếng là có thể tỉnh lại nhưng không sao. Hồng Lãng búng tay. Rất nhanh có một người đàn ông mặc đồng phục bác sĩ đi đến. Người đàn ông lấy ra một ống tiêm. Bên trong có một dung dịch màu mè. Bác sĩ trực tiếp tiêm vào người Giang Thần. Hàn Kim Minh giơ ngón tay cái lên, vẫn là Hồng quan chủ giỏi. Từ đây Giang Thần sẽ hôn mê mấy ngày, đợi cậu ta tỉnh lại thì đại hội trung y đã kết thúc. Sai rồi, Hồng Lãng khoát tay, cậu ta có vài nghìn quân Hắc Long, còn thu nạp được không ít người giỏi. Nếu như đàn em cậu ta biết cậu ta mất tích thì với năng lực của bọn họ rất nhanh sẽ có thể tìm thấy Giang Thần. Cái mà tôi tiêm vào người cậu ta không phải là thuốc mê mà là thuốc kích dục. Bây giờ thứ có thể giữ cậu ta lại chỉ có đồn cảnh sát. Bị cảnh sát giam giữ thì cho dù đàn em của cậu ta có quyền thế ra sao cũng hết cách. Nó rồi ông ta dặn dò, đưa cậu ta đến khách sạn đồng thời sắp xếp nữ chính. Vâng. Mấy tên đàn em lập tức khiêng Giang Thần đi. Chương 285, vụ oan hãm hại.
Sau khi Giang Thần bị mang đi, Hàn Kim Minh hỏi, Hồng Quan Chủ, ông nói rõ ngọn nguồn đầu đuôi đi, rốt cuộc kế hoạch tổng thể của ông là gì? Hàn Kim Minh không phải người Giang Trung, ông ta là người nơi khác đến hơn nữa còn đến từ nước ngoài nên thế lực của ông ta đều ở nước ngoài. Lần này ông ta đến Giang Trung với cương vị là khách, mấy kế hoạch này ông ta không tham gia, tất cả đều do Hồng Lãng sắp xếp. Ông ta không biết gì về kế hoạch của Hồng Lãng. Hồng Lãng vuốt nhẹ bộ râu trắng rồi cười nói, Giang Thần đã khuất phục trước thuốc do tôi điều chế, cậu ta sẽ sớm tỉnh lại nhưng sau khi cậu ta tỉnh thì dục vọng của cậu ta sẽ rất mạnh, cho dù sức chịu đựng của cậu ta có tốt như thế nào thì cũng không thể kiềm chế bản thân. Tôi đã khống chế trước một người phụ nữ, đến lúc bọn họ xảy ra quan hệ, một khi bị phơi bày Giang Thần sẽ bị tạm giam vì tội hiếp dâm, cho dù cuối cùng cậu ta có thể ra ngoài nhưng đợi khi cậu ta ra ngoài thì kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Nghe vậy, Hàn Kim Minh không khỏi cau mày. Kế hoạch này rất tốt nhưng không hẳn là hoàn hảo. Nếu như ông ta làm thì đã trực tiếp giết chết Giang Thần một cách gọn gẽ rồi. Lần trước ở Thiên Sơn Quan, ông ta chuẩn bị chu toàn sắp xếp tất cả nhưng không thể giết chết Giang Thần. Lần này là cơ hội tốt nhất nhưng Hồng Lãng lại không để ông ta giết. Hồng Quan Chủ, làm vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Người phụ nữ đó là ai? Nếu như sau chuyện này cô ta đứng về phía Giang Thần nói giúp cho cậu ta thì cảnh sát cũng chẳng làm được gì hết. Hồng Lãng cười nói, yên tâm đi, gia tộc của người phụ nữ này rất truyền thống và bảo thủ hơn nữa cũng có chút lai lịch, nếu biết con gái bị cưỡng hiếp ông ta nhất định sẽ rất tức giận và tống Giang Thần vào tù, thế cũng đủ Giang Thần lãnh đủ rồi. Nghe vậy Hàn Kim Minh thở phào nhẹ nhõm. Giang Thần choáng váng, sau khi bị tiêm liều thuốc vào người thì anh bị đưa đến khách sạn. Không lâu sau, một người phụ nữ được đưa đến. Người phụ nữ khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài. Đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, trông rất xinh đẹp, lúc này cô ta đã hôn mê. Giang Thần tỉnh dậy sau khi hôn mê 2 tiếng. Vừa tỉnh dậy, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảm thấy toàn thân nóng ran và ham muốn nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh. Lúc này anh rất muốn phát chút hết ra nếu như không làm vậy anh sẽ chết, sẽ nổ tung mà chết. Khi ham muốn tăng lên anh càng thấy chóng mặt. Đầu anh giống như sắp nổ tung vậy. Hai tay anh che đầu, đôi mắt đỏ ngầu, con người nổi tia máu, giống như một con dã thú đang điên cuồng giống lên. Anh nhìn thấy người phụ nữ đang nằm bên cạnh giường. Người phụ nữ đó nằm im ở đó. Cô ta ngủ rất ngon, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ bình thản. Cô ta mặc váy. Vì đang ngủ nên chiếc váy của cô đã tuột xuống tận đùi, để lộ đôi chân thon và nuột nà cộng với khuôn ngực đầy đặn. Điều này đã kích thích mạnh mẽ Giang Thần. Giang Thần như muốn phát điên. Anh đi kéo chiếc váy người phụ nữ. Rất nhanh cô ta đã bị lột sạch đồ. Cơn đau dữ dội đã đánh thức người phụ nữ đang hôn mê. Cô ta cảm thấy có người đang đè lên người mình. Cô ta hoảng sợ kêu lên. Không, đừng. Nhưng dù cô ta có kêu gào thế nào thì cũng không thể ngăn cản được Giang Thần. Còn Giang Thần thì đã hoàn toàn mất đi lý trí. Anh chẳng nghe thấy lời của đối phương. Sức lực của anh rất lớn cho dù người phụ nữ đó có phản kháng thế nào thì cũng không có tác dụng. Trong phòng là một mớ hỗn độn. Thuốc trong cơ thể Giang Thần dần dần được đào thải ra ngoài theo những động tác của anh. Anh cũng dần lấy lại được sự tỉnh táo, khi anh nhìn thấy tất cả mọi thứ trong căn phòng thì hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, người vốn luôn bình tĩnh như anh lúc này đây lại trở nên căng thẳng. Anh cau mày vẻ mặt nghiêm trọng. Anh tự tát mình một cái. Giang Thần ơi là Giang Thần, sao mày lại bất cẩn như vậy? Tuy nhiên đúng vào lúc này cửa phòng khách sạn bị bật mở, một nhóm cảnh sát ập vào. Hai tay ôm đầu, cấm cử động. Đối mặt với mệnh lệnh lạnh lùng và nòng súng lạnh như băng của cảnh sát Giang Thần rất tự giác đưa hai tay lên ôm đầu, không nhúc nhích. Mấy nữ cảnh sát vội vàng chạy tới, cởi bỏ quần áo của mình để che chắn cho cơ thể người phụ nữ đang cuộn mình trên giường. Đinh đinh, đinh đinh. Một người đàn ông trung niên lao vào bên trong. Nhìn thấy người phụ nữ vẻ mặt ông ta trở nên tức giận, ông ta hộc tốc lao đến chỗ Giang Thần, người đang ôm tay trên đầu chửi rủa, thằng khốn nạn. Đồ cầm thú. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm đánh anh. Rồi liên tiếp đấm đá một trận. Giang Thần cũng không phản kháng. Lúc này đây anh đang suy nghĩ, là ai đã dựng nên màn kịch này hại anh, rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Rõ ràng đối phương có thể nhân cơ hội để giết chết anh nhưng đối phương lại không làm vậy mà lại tốn công tốn sức sắp xếp tất cả những thứ này. Khi cảnh sát ập vào cánh phóng viên cũng chạy đến và chụp ảnh căn phòng. Đừng chụp, đừng chụp. Mấy tên cảnh sát đã kịp thời ngăn cản. Người đàn ông trung niên đánh Giang Thần xong bèn nhanh chóng dặn dò, nhanh,
nhanh ngăn cản phóng viên lại cho tôi, đừng để bọn họ đưa tin bừa bãi, nếu không đời này của con gái tôi coi như xong. Người đàn ông trung niên tên là Y Trọng. Y Trọng là một nhà thư pháp có tiếng và có danh tiếng nhất định ở nước ngoài. Hơn nữa ông ta cũng là khách mời của phiên đại hội Trung Y lần này. Nhưng tối qua con gái ông ta cả đêm không về nên ông ta đã báo cảnh sát. Ông ta cũng không biết sao cánh truyền thông lại theo đến đây. Cảnh tượng này đã bị cánh truyền thông ở hiện trường phát trực tiếp. Xin chào quý vị và các bạn, tối qua nhà thư pháp danh tiếng Y Trọng đã báo cảnh sát việc con gái mình mất tích. Hôm nay cánh truyền thông nhận được manh mối bèn vội vàng đi đến khách sạn và kết quả là thấy cảnh tượng này, con gái nhà thư pháp đã bị cưỡng hiếp hơn nữa nghi phạm chính là người đàn ông đó. Đừng chụp nữa. Y Trọng liên tục nói và ngăn cản. Đồng thời ông ta căn dặn cảnh sát, nhanh, nhanh đuổi họ đi cho tôi. Cánh phóng viên bị đuổi đi. Đối mặt với không ít sự tranh giành, Giang Thần hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Y Trọng, người đang vô cùng tức giận. Anh bình tĩnh nói, tôi bị người ta hãm hại, ông có tin điều đó không? Thằng khốn nạn. Giang Thần vừa nói thì Y Trọng lại mắng mỏ. Sau đó ông ta lao đến đấm Giang Thần, nhưng đòn này không làm Giang Thần bị thương. Y Trọng mắc chửi, cầm thú, con gái tao mới 19 tuổi, sao mày có thể nhẫn tâm, tao sẽ kiện mày, tao muốn nửa đời sau của mày phải sống trong ngục tù. Giang Thần bất lực. Chuyện đã rồi anh chẳng có gì để nói. Anh bị cảnh sát đưa đi. Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, họ tên, giới tính nam sinh. Đối mặt với khuôn mặt trầm lặng của nữ cảnh sát Giang Thần bình thản nói, Giang Thần, 28 tuổi. Giới tính. Cán bộ, cái này cần phải hỏi sao, chẳng lẽ sếp không nhìn ra ư? Bộp. Nữ cảnh sát đạp mạnh vào bàn tức giận nói, thành thật đi, hỏi anh cái gì thì trả lời cái đó. Giang Thần bất lực nói, nam. Anh bắt cóc Y Đình Đình thế nào, anh làm cách nào tránh camera để đưa cô ấy vào khách sạn? Sếp ơi, tôi bị oan, các sếp phải điều tra rõ ràng. Bị oan, bị tóm tại trận mà còn nói bị oan, trên dưới người Y Đình Đình đều là dấu vết của cậu, vết hôn của cậu, bên trong cơ thể còn có tê sao sao dịch của cậu, cho dù cậu không làm chuyện đó thì bấy nhiêu chứng cứ cũng đã đủ để nửa đời còn lại của cậu phải sống trong tù. Giang Thần biết điều này rất bất lợi cho anh. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cho đến khi luật sư của tôi đến. Nói xong Giang Thần nhắm mắt thư giãn. Còn lúc này Đường Sở Sở đã biết chuyện này, là người khác nói cho cô biết. Ban đầu cô không tin nhưng khi xem video trên mạng rồi xem cả ảnh mà cánh phóng viên chụp thì Giang Thần đã bị tóm trong phòng khách sạn hơn nữa khi thấy trên giường còn có một người phụ nữ cô tức giận tới mức ngất xỉu. May mà ở nhà nên cô đã bị Hà Diễm Mai gọi tỉnh giấc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 285.